Nhiều người quan tâm nên ngày hôm nay mình làm video hướng dẫn các bạn cách mở champagne hay sparkling đơn giản nhé. Trên tay mình đang cầm là một chai sparkling của Pháp. Bước 1, bỏ lớp giấy bạc phía trên cổ chai. Bước 2, xoay 6 vòng theo chiều kim đồng hồ phần dây thép phía trên cổ chai. Bước 3, một tay giữ chặt thân chai, một tay còn lại xoay nhẹ phần nút chai. Cuối cùng là thưởng thức thôi các bạn.